cả Fly đang thấp máu rồi, nhưng đang là một tình huống muốn chủ động băng trụ đến từ cặp đôi của Việt Nam chúng ta, và đã cố gắng làm mềm đối phương. Harry chỉ còn lại một đường cây bó, sẽ là tình huống băng vào với đó là Xin Chào Can Trường, và anh ta có được cho mình đó điểm hạ cục đầu tiên, và đó sẽ tiếp tục là một điểm hạ cục nữa với việc mà cái giá nhiều ở phía bên kia thì Sole Hazard đang solo con sứ giả. DMM đang ở tương đối xa, đây là một tình huống thanh trừng trước để có thể lấy máu của đối phương, và đang mắt lao vào Vest cướp được cho mình là con sứ giả. Anh ta tiếp tục có được cho mình thêm một điểm hạ cục nữa, bởi Taku anh ta vẫn lùi ra được với chỉ một chấm máu mà thôi, và chúng ta vẫn đang có góc để truy đuổi, nhưng lượng máu của Geza là không quá nhiều có chạy lẽ... trong tình huống này. Nhưng đây vẫn là 3-1 và tốc biến chạy đến từ DMM không được rồi. Chiêu cuối của anh ta tung ra rất cầu may, và đó là một tình huống mà bên phía của PSO đầu tư tất cả để lấy mạng của BMM. Nhưng đây là Genza đến, Genza có giảm hồi máu, vẫn còn kiệt sức trên người của Henry, và Genza mới là người đang bị trả ngược lại sát thương. Thanh trừng là này xảy ra khá lệch. Fly đến ở phía bên kia thì Dewa đã bị bắt rồi, nhưng Genza cũng gặp khó khăn, giảm tốc biến đi, lao thẳng lên đó là Sole Hazard. Nhưng anh ta đánh vào ai vậy? Anh ta lại đánh vào Fly. Genza sống sót trong tình huống này và vẫn có thế để cho Semrush lên. Tốc biến thủy ngục trượt và Matt cũng tốc biến lên theo. Phong lôi thương chúng bắt lập tức Can Trường và bán nguyên thương tung ra, sát thương ở bên ngoài đã bị chặn hết, nhưng cũng không có sát thương để bồi thêm vào đến từ bên phía của Semrush. Thua thiệt ở trong giai đoạn đầu cũng không phải những bộ lợi rồng quá là khỏe nữa, nhưng Harry anh ta không có trên người con Yumi, và Tốt cũng đã kẹt lại ở đây với rất nhiều những hiệu ứng khống chế đến từ đội tuyển Việt Nam chúng ta. Chúng ta có được bạn của Tốt và đang muốn có lẽ rằng là câu kéo ở khu vực hang Bado thời điểm hiện tại. Nhưng Dewa ở đây ta đã kẹt lại rồi. Đó là một tí tốc biến theo đến từ Kenza. Anh ta xây lướt cho mình đó cái thanh trực vẫn còn đó làm đồng hồ để có thể Dewa câu kéo thêm lượng thời gian của mình. Nhưng khi mà hết đồng hồ rồi thì Dewa chả còn công cụ nào để có thể chạy thoát được cả. Và với 3 điểm bạn cùng bây giờ sẽ cơ hội rất tốt để cho chúng ta có thể tiến ra khu vực hang Baron. Đó, ngàn tuổi cũng sắp trở lại trên bản đồ rồi. Và Sebrat đang muốn bắt lẻ đây, nhưng họ đang là đội bị ít người hơn. Thủy ngục đẹp. Và lần này thì Henry là có chiêu cuối khá ổn, nhưng người chơi cõng anh ta lại tốc biến và làm cho cái chiêu của Henry bị lệch đi. Và đó sẽ là kết thúc và đấu dành cho Sebrat. Nhưng mà PSO có một pha giao tranh quá rời rạc, từng người nằm xuống, và đó là 4 mạng dành cho Sebrat. Cái nhà này chắc chắn không thể chạy đi đâu được và sẽ trước phút 18. Đó là những gì mà bên phía Sebrat cần để có thể kết thúc được PSO trong vòng đấu đầu tiên. Phải hơi mù mắt. Nhưng chúng ta chuyển mục tiêu sang đó là Soleaza mất tốc biến. Sole Hazard vẫn có thể lùi về được, nhưng đây là một tình huống khiêu khích được hai người sóng găm găm chúng, và BMM buộc lòng phải tốc biến đi. Nhưng Mess thì không may mắn đến như thế, nhưng chúng ta vẫn đang muốn đánh trong tình huống này, lao lên để đánh. Chúng ta không có điểm hạ gục và đối phương có 2, thậm chí là 3, và đó sẽ là 4 điểm hạ gục khi mà tất cả các thành viên chúng ta cùng 2. Và anh ta đã thả thứ giả lên khu vực đường trên để có thể tiếp tục dồn cái lượng tiền dành cho Tốt. Khu vực đứng giữa vừa rồi thì Harry cũng đã phải mất đi tốc biến sau một tình huống áp sát được, tức Fly đổi tốc biến giữa hỗ trợ và xạ thủ mà thôi. Nhưng một cái đại bằng tiện này nó chí mạng quá, nó khiến cho Max bị kẹt lại trong thềm trụ và anh ta không thể đào lên. Nhưng Harry cũng như Henry đều đang xuống đây, và ngay lập tức thì BMM phải xuống bọc lót cho vị trí của Taku và Lee Sin trong tay Solea ra lao vào Insect vị trí của Taku về. Insect Taku về để làm gì nhỉ? Taku là một chất tướng rất mạnh và anh ta làm choáng ngược lại đối phương, lấy được một mạng gục trước khi nằm xuống. Và đứng trên thì Max chọc liên tục vào người của vị trí Top, và chiêu cuối của Top cắm ra không kịp. Matt Harry một pha sử dụng ứng tiện rất tốt, nhưng anh ta là người đang bị bắt lại khu vực đường giữa. Siêu hùng giáng thế bồi luôn, và chiêu cuối của Yumi lần này thì nó lệch 100 độ luôn. Và lồng đèn tung ra để làm gì đây? Họ kéo được Matt về, nhưng Taku lao vào một mình. Taku bị câm lặng, Taku không sử dụng, vẫn sử dụng được cho mình đó cuồng thú quyền lấy đi cái mạng của Dewa, và Dewa đã nằm xuống rồi. Harry rất ít máu và Matt còn nguyên kể đây sẽ là dòng lửa dành cho Sebrat, và ngay lập tức thì Solea không. Câu trả lời sẽ là không. Đây rồi, một tình huống Harry có lẽ là sẽ là quyết định hơi sai trong việc là cố gắng đi đường này để có thể quay lại với cái trụ của mình. Nhưng ta cũng đã phải lấy bảng điểm số. Chúng ta mất một, đó là vị trí của Me. Tiếp tục có thêm bảng của Soleaza. Một tình huống mà lần lượt từ thành viên của bên phía Persi Sport di chuyển ra để có thể cố gắng phòng thủ cái trụ khu vực đường giữa, và họ mất đến hai người trong một thế phòng thủ. Là một cái thế rất bất lợi dành cho họ rồi, và tiếp tục đang muốn đánh huy trận đấu trường, nhưng đang vào hơi sâu không thể nào tung ra tuồng thú quyền để có thể có thêm lớp giáp ảo. Chúng ta đã bắn tiễn từ nhà đến từ Harry để có thể là làm tiền đề cũng như phát hiện ra đối phương ở đâu. Nhưng đây sẽ là một tình huống mà Fly vào hơi sâu, người ta đang mất rất nhiều máu. Mess đang bật cho mình đó là chiêu cuối để có thể chống chịu, và đó là Genza đến. Anh ta đang được free shot rất thoải mái ở đây. Genza sẽ có cú ném thứ hai ngay lập tức. Rồi một ném Yumi là... và đó là Yumi nữa, double kill đã có dành cho Genza. Chúng ta có thể tiến ra luôn với con Baron ở thời điểm hiện tại. Tin trong việc tạm biệt Henry. Nhưng đây là Henry, và mặc dù là có cả siêu hùng giáng thế đáp xuống nữa, nhưng nó sẽ chỉ là cú mua một được tặng một mà thôi, không có nhiều cơ. Và với cái đại bác liên thanh này, tôi nghĩ rằng là cái khả năng bắn của Genza nó sẽ được tăng lên đáng kể. Nhưng anh ta đang bị giữ chân lại bởi Yumi, khăn giải thuật ngay tức là tung ra
Solea ra muốn insect nhưng mà Genza chạy nhanh quá. Genza có sung huyết và Genza có thêm cho mình đó là giải thuật. Nhưng đây là những thành viên rất thấp máu PSO. Taku lao đến những tốc biến bên kia bức tường. Đó là Harry cũng như là Henry. Hai chàng tên như sinh đôi này vừa bị BMM lao một cái double kill. Thời gian thích hợp để có thể kết thúc đi ván thi đấu này rồi. Bởi vì nếu như để nó quá lâu, đối phương hoàn toàn có thể bật ngược trở lại vào một tình huống muốn ép đánh luôn đến từ bên phía chúng ta. Cyber Esports họ có được mạng của tốt, vẫn đang phải lùi ra khi mà đối phương vẫn đang còn có lượng máu là rất nhiều. Đây sẽ là một thế đánh lùi đến từ các thành viên của Zageza đang sản xuất tương liên. Chúng ta có cho mình điểm double kill rồi. Yumi lên bả sâu, tiếp theo mục tiêu sẽ là ai đây? Dewa vẫn đang còn sâu, nhưng bây giờ thì sẽ là cái triple kill ra. Có Soleaza đang bám đuổi theo và đó là tình huống sóng âm trúng. Chúng ta thiếu Taku trong pha thi đấu vừa rồi, một tình huống lên 4-5. Đây vẫn là một pha thi đấu mà Harry và Henry đang muốn mở, nhưng hơi bất ngờ là họ đang phải lùi lại với một nhịp mà đã mất đi chưa cuối rồi. Thì đây sẽ là cơ hội để chúng ta ép đánh một tình huống bốc được rất nhiều người cũng như là xong thủ trưởng được 3. Và đó sẽ là một pha thi đấu mà tan vỡ luôn cái đội hình này đến từ bên phía của ESO. ESO họ không còn gì để đánh cả và vẫn phải sử dụng ra đó là cái siêu sống sót. Dewa sẽ phải bỏ mạng lại, mất 3, mất 4 thì đúng hơn, và ESO sẽ không còn cơ hội nào để có thể là chiến thắng. Một pha thi đấu mà cũng không hiểu là tại sao lại Harry và Henry lại muốn mở nhỉ? Vâng, tôi nghĩ rằng là Severus không hề chỉ đã cấp độ 3, Genza có truy cùng diệt tận, bắt buộc phải là khiêu khích chúng đến từ Henry và họ làm được điều đó. Genza bị trồng rất nhiều CC, không thể làm gì cả đến từ Fly trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây là BMM đến cùng với đó là Mess. Và Mess đang có những pha chọc liên hoàn tam kích của anh ta nhưng chưa hất tung được. BMM với những đòn đánh tay cũng chưa hề đủ sát thương. Rất đen dành cho bên phía của Zebus khi với con xe thứ hai này thì mọi chuyện vẫn đang là còn. Và bật định mệnh lên đến từ DOA để xem là họ muốn lao vào để đánh trao hay là muốn chỉ là tranh cướp con sứ giả với cái tiền đề là có được tầm nhìn dành cho vị trí của Soleaza mà thôi. Và Genza, Genza lao thẳng lên và người nằm xuống nói với chiếc Henry. Genza đánh quái trong tình huống này và đó là một mạng nữa nằm lại. DOA đã bị kết liễu bởi Fly. May ra là Pedro thắng được một ván. Và sứ giả lần này sẽ lấy thành công đi cái chủ khu vực đường giữa. Đó là một thúng rượu nổ rất đẹp đến từ vị trí của Taku nhưng không còn sát thương đến từ Genza nữa. Genza đã bị cống máu quá nhiều rồi và chiêu cuối của Tot lấy đi mạng của Taku. Nhưng đây là Severus, chiêu cuối của Fly hất tung cả 5 người lên và Mesh đang càn quấy giữa đường đối phương. Bài vàng tung ra và người bị giữa đó là BMM bên phía của Severus. Nên thân này nấy chạy, tôi không nên đi cùng nhau như này nữa. Genza nên bỏ Fly. Bài vàng tung ra và Genza liệu có ăn kịp không? Anh ta lướt vào ba cái quả hồi phục và Genza vẫn sống. Genza bắn ngược lại sát thương và người nằm lại đó là vị trí của Fly. Nhưng Genza đã xạ thủ số 1 của Việt Nam đã có cho mình đó là 3 trang bị rồi. Và Fly ở đây thủy gục chúng, anh ta cứu được Genza một bàn thua trông thấy. Và cái chiêu cuối sóng thần lần này nó cũng rất đẹp. 4 người thùng rượu nổ của ta cũng hất được 2 người đối phương về và đó là Harry tiếp tục thủy gục chúng. 2 người Genza đang bắn rất cháy mạng hàng đầu tiên dành cho đó là Mét. Và cái chiêu cuối của Tot cắm ra không kịp giết lấy đi cái mạng hàng gục của Mét. Và không hiểu sao là Soleaza có lẽ rằng anh ta cũng không nghĩ rằng là chúng ta dám vào trong pha thi đấu này, bật lĩnh bệnh lên để lấy thông tin. Rồi là ra vào, anh ta không cướp được Baron và chắc chắn sẽ phải bỏ mạng trong pha thi đấu này. Một pha thi đấu mà vào là hơi trễ đến từ người chơi đi rừng của bên phía Persist Esports. Vâng, và ván này Fly đánh rất hay. Con bài Nami trong tay Fly tấn công vừa bùa lợi Baron và ở đây là một pha tốc biến khiêu khích lên chúng hai người đến từ Harry. Nhưng bên phía của PSL không có sát thương, người chơi đứng giữa họ bây giờ mới ra. Và đây qua đến đã quá muộn màng rồi. Mét hạ gục thành công vị trí của Harry và đó là hai cổng Mega. Và Sebrot sẽ muốn kết thúc luôn và đóng đây không đến tốc biến lên đến từ vị trí của Top và anh ta cắm chiêu cuối hết túc được mạng của Taku. Genza ở đây ăn bài vàng như những con lính bắn quá đau và đây qua đã phải nằm xuống. Genza đang bắn nhà. Fly ở đây để hỗ trợ người đồng đội của mình teleport trở lại đến từ vị trí của Mét. Và Sebrot sẽ kết thúc luôn trận bò năm này với tỷ số đó là 3-0.